Thành đã từng có kinh nghiệm phỏng vấn cũng khá nhiều bạn thì không biết là Thành có cái câu hỏi phỏng vấn nào mà Thành thường hay sử dụng, Thành thích sử dụng hay không? Khi mà các bạn làm một cái project hay là initiative gì đó trong quá khứ thì các bạn có bao giờ gặp conflict giữa bạn và những người làm cùng hay không? Câu hỏi đó nó là một câu hỏi yêu thích của mình tại vì uh, thứ nhất là nó sẽ không có phải là một câu hỏi để mà hỏi về conflict resolution skill not exactly cái mà mình đang đang muốn tìm hiểu là thứ nhất là các bạn có thể kể được một cái tình huống đã diễn ra trong quá khứ context là gì những cái gì đó đã xảy ra trigger là gì và một cái câu chuyện mà nó mạch lạc thì nó cũng là cái cơ hội để các bạn thể hiện luôn cái product mindset để các bạn có thể phân tích một cái sự kiện gì đó ở nhiều cái tầng chiều tượng cái thứ hai mà mình thấy nó thú vị là nó sẽ đưa ra được một điểm mà dường như đối với mình nó là deal breaker đó là các bạn không nói đến các bạn contribute vào cái vấn đề đó như thế nào khi mà có một cái conflict gì đó xảy ra nếu mà các bạn không nói về cái việc là mình đã góp phần tạo ra conflict hay là lỗi của mình hay là mình có những cái gì đó mà mình không Tốt hay là gì đó để mà con chưa biết về các conflict đó thì đối với mình dường như là điều breaker tại vì sao? Tại vì có những có rất là nhiều thứ mà mình có thể dạy và có thể train nhưng mà cái duy nhất mà mình nghĩ là rất khó train là cái mindset là mình mang một phần trách nhiệm đối với những cái mà nó đến với mình nhiều bạn sẽ có cái frame là ok cái chuyện nó xảy ra đối với tôi tôi là cái người bị hại có những cái yếu tố ngoại cảnh tác động đối với tôi như thế nào bla 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 và cái hướng ngược lại là ok có những cái chuyện đó xảy ra đối với tôi nhưng mà cái lý do nó xảy ra đối với tôi là tại vì tôi như thế này thế kia và có những cái gì đó mà tôi có thể làm tốt hơn và lúc đó tôi không làm để mà nó tạo ra cái uh, những cái biến cố đó và nó làm mọi chuyện tạ đi thì nó là về cái sự tự nhận thức là cái thứ nhất và cái thứ hai là cái cách mà bạn nhìn bản thân, nhìn cái trách nhiệm và các bạn có bao giờ dừng lại đặt câu hỏi là ừ maybe vấn đề là mình hay không? thì mình nghĩ cái đó đối với mình là deal breaker tại vì uh, product mindset hay là product skill set, mấy cái gì đó mình tin là có thể train được nhưng mà cái những thứ nó cá nhân á tức là những cái chuyện đó nó mang tính chất là uh, bạn có cảm thấy offended hay là cảm thấy defensive hay là cảm thấy mình là một cái nạn nhân hay không và bạn có tìm ra được cái cách mà bạn tạo ra cái vấn đề đó hay không thì đối với mình cái đó nó dường như không có train được Giả sử là nếu như bạn đó vì một lý do gì đó quên tức là khi mà thành đặt câu hỏi đó xong rồi bạn cũng bạn cũng kể ra toàn bộ sự việc nhưng mà bạn không có đề cập tới việc bạn đóng góp vào cái vấn đề đó như thế nào thì thành có cho bạn nó một cơ hội bằng cách hỏi lại bạn đó là em đã đóng góp vào cái vấn đề đó như thế nào không hay là thành để nó diễn ra hoàn toàn tự nhiên là bạn nhớ thì bạn nói không thì thôi đương nhiên là thành sẽ hỏi tại vì cũng nhiều bạn sẽ không có gọi là tự kể cái chuyện đó ra thì thành thường sẽ hỏi là em nghĩ là em đã làm gì mà nó dẫn đến cái tình huống đó hoặc là ngoài những cái yếu tố mà em kể thì em nghĩ là bản thân em có đóng góp gì vô cái uh, tình huống, cái conflict đó Nó là cái câu hỏi mà nó rất là vào vấn đề, ấy. tức là mình đã rất là cụ thể cái mình muốn hỏi rồi Thì lúc đó mình nghĩ thường các bạn sẽ có hai hướng thôi Các bạn sẽ cả qua loa như là em là một người thẳng tính cho nên là em như vậy giống như là các bạn cố gắng frame nó theo một cái hướng mà nó là một cái điểm mạnh của bạn vậy đó. và một cái hướng tiếp cận khác là các bạn sẽ kể về cái những cái thất bại và những cái bạn suy nghĩ chưa đứng đắn hay là những cái gì đó thì mình sẽ favor cái hướng suy nghĩ thứ hai hơn